xin chào các bạn. Video này mình sẽ xin chào các bạn. Video mình sẽ quay thử 20 vòng mình đánh cho bạn xem thử nha. Tại mình thấy 10 vòng mà mình không có chóng mặt thì các bạn cũng có nhiều bạn không có tin cho lắm. Cũng nói là sau anh quay mình thấy khi mà thả ra không có chóng mặt thì mình cũng thử thách bản thân của mình. Mình thử quay 20 vòng mình đánh côn cho bạn xem thử. Mình không hề cắt video nha. Đây là côn của mình. Thì bây giờ nó cũng là khoảng tầm 9 rưỡi tối rồi. Nên mình không có đánh côn ồn ào được. Do đó mình chỉ chọn một cây là inox của nó không có tiếng kêu, liên kê một cây shop để mình đánh thử như thế nào. Chứ mình đánh cái côn mà nó kêu chuông liên kê thì nó ồn, nó hưởng hàng xóm thì không có nên. Mong các bạn cũng thông cảm ha. Đây, hai côn inox, cây côn inox và cây shop. Rồi, giờ mình sẽ thử nha. Mình sẽ bắt đầu từ đây. Mình xoay. Rồi, bắt đầu từ đây. Mình coi quay chưa đây.